Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì video ngày hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái mẫu loa mới nữa đến từ hãng Hosan, có mã là G6800. Thì ở cái loa này nó có một cái đặc biệt đó các bạn, đó chính là được trang bị tận 4 cái loa chép đó, như các bạn có thể thấy ở phía trước ha. Đây, 4 cái loa chép và ở phía dưới là 2 loa bass. Thì cái mẫu loa G6800 này là mẫu loa 4 tấc đôi nằm ngang. Thì hiện tại á, các bạn rất là thích những cái mẫu loa 4 tấc đôi mà nằm ngang như vậy, bởi vì nó rất là tiện, mình có thể làm một cái vật có thể trang trí ở phòng khách hoặc là trang trí ở trong phòng ngủ của mình, nó cũng rất là đẹp nữa. Thì đây là một sản phẩm mới đến từ hãng Hosan đó, mẫu mã thì rất là sang trọng. Thì ở mé ngoài ở bên đây nó là được phủ một lớp đề can nhám rất là đẹp đó, và phía trước thì 4 loa chép của mình nó sẽ được sơn một lớp sơn màu vàng như thế này, rất là đẹp luôn. Còn phía dưới thì là một cái tông màu đen, thì loa này nó kết hợp tông màu đen và màu vàng đó. Thì loa bass này là loa bass 4 tấc nha, hồi nãy mình có đo rồi, 38 cm thì nó làm tròn thành là 4 tấc đó mọi người, hai loa bass. Rồi thì bây giờ mình sẽ xoay một vòng cái loa này cho các bạn xem. Loa này cái kích thước của nó 4 tấc nhưng mà là ngoại hình của nó nhỏ gọn hơn so với lại những cái 4 tấc đôi khác. Thì ở đây mình có một cái loa 4 tấc nữa nè, xíu nữa mình sẽ đẩy cạnh cho các bạn xem cái kích thước của nó như thế nào. Đó, thì đây là ngoại hình của cái loa G6800 Hosan. Thì Hosan này là một dòng đặc biệt, gọi là một cái hãng độc quyền ở bên Linh Kiện Store của mình rồi. Về cái chất lượng âm thanh thì như các bạn cũng đã biết rằng là âm thanh của Hosan này phải gọi là rất là đỉnh. Đó, thì phụ kiện bao gồm hai cái micro, thì mình đã để hai cái micro ở trên cái mặt loa. Thì nó được trang bị cho mình là hai cái lỗ cắm mic như vậy, nó rất là tiện khi mà mình hát xong á, mình không có cần phải cất vào cái túi này để làm gì hết, mình cứ để như vậy cũng được, nó rất là đẹp. Đó, mình cứ cắm lên như vậy thôi, khi nào mà mình muốn hát thì mình chỉ việc bật lên và rút cái micro này ra là mình hát. Rồi, bên trong cái hộp này thì bao gồm phụ kiện gì? Đó cũng chính là cái micro, remote và cái sợi dây sạc. Sợi dây sạc là cổng số 8. Đó, sợi dây sạc này thì nó rất là quen thuộc rồi. Thì đây chính là cái bo mạch của G6800 này. Thì hầu hết những cái dòng loa đời mới cao cấp của Hosan bây giờ, mọi người có để ý rằng là ở cái phần mà chỉnh micro này, nó có 3 cái lận, echo, repeat và delay. Thì ba cái này nó sẽ hỗ trợ cho nhau. Những cái echo, repeat, delay này á, để mình nói rõ hơn ha. Thì cái echo này nó là cái độ vang của cái khi mà các bạn nói alo á, nó sẽ có một cái độ vang. Còn cái repeat này là nó sẽ lặp lại, ví dụ như các bạn muốn nó lặp lại dài hơn hay là ngắn hơn thì mình có thể là tùy chỉnh cái repeat này đó. Còn cái delay này nè, các bạn có thể gọi là kéo cái âm cuối cùng khi mà nó ra, nó muốn dài hơn thì các bạn cứ chỉnh cái delay này dài, thì khi mà các bạn alo á, là nó sẽ cái âm vang của nó sẽ dài hơn. Để bây giờ mình sẽ test thử nha. Alo. Đó, mọi người có thể nghe được cái alo á. Alo. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tắt cái delay này nè, mình sẽ tắt đi, nó sẽ không có cho cái độ trễ của cái tiếng echo này không còn nữa. Thì bây giờ mình sẽ tắt đi. Alo. Đó, thì mọi người có thể thấy là cái tiếng alo, cái đuôi cái tiếng alo của mình á, nó bị gọt đi mất, nó không có bị quá dài nữa. Đó, thì bây giờ mình sẽ chỉnh lên lại. Còn repeat này là cái lặp lại nè. Cái lặp lại thì mình sẽ tắt đi, mình sẽ test thử. Alo. Là khi mà mình alo á, thì nó hầu như là nó không có lặp lại cái tiếng alo của mình, nó chỉ có đơn giản là một tiếng thôi. Bây giờ mình sẽ tăng lên nè, nó sẽ cái tiếng alo của mình nó sẽ lặp lại nè. Alo. Đó, mọi người có thể nghe thấy ha, phân biệt rất là dễ. Thì cái mẫu loa này á, mình thấy rằng là nó rất phù hợp với những bạn nào mà hát tông thấp hay tông cao gì á, đều phù hợp luôn. Bởi vì ở cái loa này nó tích hợp echo, repeat và delay nè, ba cái này nó kết hợp lại với nhau nên là nó phù hợp với mọi tông giọng luôn, rất là thú vị. Đó, thì cái dàn chỉnh loa này nó cũng rất là bình thường so với lại những cái dòng loa kéo khác thôi. Ở những cái dòng loa phổ thông á mọi người, thì là nó không có hai cái này.
nó chỉ là có echo thôi. Đó, còn cao cấp hơn một xíu thì là nó sẽ có thêm cái delay nữa, là nó sẽ không có cái repeat này. Nó chỉ có echo và delay thôi. Còn khi mà cao cấp hơn nữa là chính là cái dòng G6800 này thì nó lại bổ trợ thêm cái dòng repeat này nữa. Đó, nên là ba cái này nè, khi mà kết hợp lại với nhau mọi người hát karaoke nó phải gọi là cực kỳ đỉnh. Nó rất là hay, những bạn nào tông giọng cao hay là tông giọng thấp gì cũng hát rất là phù hợp luôn. Bởi vì nhờ ba cái này nè, nó sẽ kéo cái giọng của các bạn lại rất là hay. Thì cái loa này mình đánh giá nó được trang bị 4 loa chép, nên là về cái phần mà cái tông của cái loa là cái tông cao là nó sẽ nhiều hơn tông trầm. Đó, tại vì nó được trang bị 4 cái bát chép, 4 cái loa chép, bát thì nó chỉ có 2 cái thôi, nên là cái loa này á, cái tông cao của nó sẽ nhiều hơn. Đó, thì để bây giờ mình sẽ gọi là test nhạc cho mọi người thưởng thức. Thì mình sẽ để bát chép là 50. Đây là cái mặc định 50 để cho mọi người cảm nhận cho nó dễ. Volume thì mình sẽ để khoảng 40 thôi, bởi vì em này cái công suất của nó cũng khá là lớn. Công suất của cái mẫu G6800 này cũng phải tầm 800 cho đến 900W á. Thì mẫu này á, mọi người có thể gọi là rất là phù hợp khi mà mình ăn nhậu ở ngoài trời, mình chơi nhạc nó vẫn rất là ok, nghe rất là to. Thì bây giờ mình đã kết nối sẵn Bluetooth rồi. Đây, đó, Bluetooth. Bây giờ mình sẽ chỉ mọi người cái cách chuyển đổi chế độ như thế nào nhé. Thì đây là nút nguồn. Đó, đây là nút nguồn. Thì khi mà mình tắt đi thì cái màn hình nó sẽ không nổi nữa. Và bây giờ mình sẽ bật lên. Đó, thì khi mà bật lên là nó sẽ là chế độ live. Chế độ live thì là mình sẽ sử dụng đấu dây ở ngoài vô á. Đó, ở đây nó có một cái nút mod, mình sẽ bấm qua là nó sẽ chuyển sang chế độ FM. Thì cái loa này nó có thể nghe FM được nữa nha các bạn. Đó, và mình sẽ bấm thêm một cái nữa là nó sẽ chuyển sang chế độ Bluetooth. Đó, thì cái đèn, cái biểu tượng của cái Bluetooth ở dưới đây nè, khi mà chưa kết nối là nó sẽ nhấp nháy, và khi nó kết nối rồi á là nó sẽ đứng im. Rồi, bây giờ mình sẽ test nhạc cho các bạn cùng thưởng thức. Thì mình sẽ test cái bài nhạc bass, test chép luôn để cho các bạn cùng nghe. Rồi, tiếp đến mình sẽ test Bolero cho mọi người nghe nhé.
Thì cái loa này nó được trang bị 4 loa chép nên là cái tông cao của nó sẽ rất là mạnh. Về phần karaoke thì bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người nghe nhé. Về phần micro thì mình được trang bị 2 cái micro như vậy, rất là xịn. Và cũng như là micro này được là thiết kế bằng kim loại ở bên ngoài, cầm nó cũng rất là đẹp và cũng như là rất là chắc chắn. Đó, các bạn có thể thấy đây. Ở đây là nút nguồn này, ở trên là nút scan để mình có thể tùy chỉnh cái tần số của loa. Đó, micro rất là đẹp. Đây, để mình lấy thêm một cái micro này nữa cho các bạn xem. Hai micro, nó phân biệt với nhau, đây là màu cam và đây là màu xám, màu bạc. Đó, rồi. Mình có thể cắm nó vào đây để nhìn cái loa nó có vẻ sang hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Hello, 1, 2, 3. Đó, nhưng mà bạn ca sĩ bên mình thì vẫn hát được, thì chứng tỏ rằng là cái micro này, cái mic của nó rất là nhạy, và cũng như là những cái điều chỉnh echo, repeat và delay này này, nó cũng một phần hỗ trợ thêm để cho mình có thể hát được những cái bài, cái nốt nó cao. Đó, thì các bạn cảm nhận như thế nào về cái mẫu loa Hosan G6800 này thì cứ việc để lại phần bình luận ở phía dưới nhé. Và cũng như là giá bán mình cũng đã để ở phần mô tả luôn để các bạn có thể tham khảo thêm. Rồi, thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo nhé.